Rồi nhớ đến Đức Giả nói, tôi vừa mới tạm ngưng một khóa thiền ở trung tâm thiền Sanasove để đến nói chuyện ở đây tối nay. Khóa thiền kết thúc vào chiều mai. Vì thế, trong đầu tôi đầy những bài nói chuyện về thiền và tôi nghĩ tôi sẽ lấy một trong những bài giảng ấy ra và tái chế nó hôm nay. Tái chế đang là trào lưu thịnh hành, nhưng không chỉ tái chế thôi, bởi vì nó có khía cạnh thú vị của không những hành thiền mà làm cách nào để buông bỏ các khó khăn trong đời sống. Đây là bài giảng về bốn phương pháp của sự buông bỏ. Đây là lời dạy của Đức Phật, bài giảng đầu tiên của Đức Phật. Nó là một phần trong bài giảng đó. Thật vậy, trường hợp thứ nhất, không cần biết bạn thiền hay không, hay bạn là Phật tử, Thiên Chúa, Hồi giáo, Ấn Độ giáo hay gì đi nữa, mỗi người trong chúng ta có những lúc phải học cách buông bỏ. Bởi vì đôi khi, nếu không biết buông bỏ mà cứ mang theo những ký ức xấu trong quá khứ, cảm xúc tồi tệ của hiện tại, sự sợ hãi cho tương lai, không có khả năng buông bỏ chúng nó, khiến cho ta đau đớn và khổ sở rất nhiều. Và không phải chỉ có chúng ta đau khổ, mà nó cũng gây cho những người phải chịu đựng chúng ta rất nhiều đau đớn và khổ sở. Và ít ra về lòng từ bi cho gia đình bạn và những người làm việc chung với bạn, hãy rèn luyện tâm trí để mình có thể buông bỏ, để được an lạc và hạnh phúc. Vì vậy, đó là một trong những lý do khiến tôi quyết định hạnh phúc. Vì lòng từ bi cho tất cả những người đã phải chịu đựng tôi, đó là lý do chính đáng. Vậy, mình học những gì trong Phật giáo gọi là làm thế nào để buông bỏ. Bằng cách học sự buông bỏ không có nghĩa là lúc nào bạn cũng buông bỏ và trở thành nhà sư hay đi cô. Ngay cả khi bạn trở thành sư hay đi, bạn vẫn phải chăm chỉ làm việc, bạn phải giữ trách nhiệm của mình. Bạn không thể lúc nào cũng buông bỏ, thế nhưng nó là vốn liếng tuyệt vời của bạn, mà bất cứ lúc nào, bất cứ trường hợp nào bạn cũng có cái gì đó để làm điều gì mà hầu hết những người khác không thể làm. Bạn chỉ việc buông bỏ và để mọi việc tự nhiên, đơn giản thôi. Nó luôn làm tôi ngạc nhiên. Tại sao vậy? Khi ai hại mình, họ lừa dối mình, họ làm mình thất vọng, họ nói tệ hại về mình, thật kinh khủng. Tại sao ta không thể bỏ qua chuyện đó? Bởi vì nếu ta không bỏ qua, người kia vẫn tiếp tục làm tổn thương mình, tiếp tục hại mình. Đúng là kỳ lạ, phải không? Họ làm mình thương tổn một lần vì mình nắm giữ và mang theo. Họ tiếp tục làm mình đau khổ và tiếp tục và cứ thế tiếp tục. Mỗi lần mình nghĩ đến chuyện đó, họ lại làm ta đau khổ thêm lần nữa. Khi bạn nhìn sự việc theo cách đó, nó hoàn toàn vô lý, phi lý. Một trong những điều ngu ngốc nhất mà mình có thể làm là tức giận với người làm tổn thương mình. Vì khi họ làm tổn thương mình và mình tức giận là họ đã làm tổn thương mình hơn hai lần. Vậy khi ai đó làm tổn thương ta, không làm được gì, hãy cho nó qua. Chuyện xong rồi. Bạn cho nó qua thì họ chỉ có thể làm tổn thương ta một lần. Và bạn cho nó qua quá dễ để làm. Khi bạn nhận ra làm sao để buông bỏ những chuyện này, chẳng những vậy, đôi khi chúng ta có những sợ hãi về tương lai. Tôi không biết, một số bạn có thể, nếu chưa thì một ngày nào đó bạn đi bác sĩ và họ bảo bạn bị
ung thư ngực, bạn bị ung thư bàng quang, bạn bị ung thư phổi, bạn bị bệnh ung thư gì đó. Bây giờ có đủ các loại ung thư khác nhau, giống như đủ loại thức ăn sáng. Khi tôi còn bé, tôi chỉ có một loại thôi, và bây giờ bạn có nhiều lựa chọn. Vậy, khi bạn có những căn bệnh này, bạn làm được gì? Bạn lo âu đến độ bệnh. Bạn đã bệnh quá rồi, và bây giờ lại lo âu thêm để bệnh nặng hơn. Thật là khờ dại và ngu xuẩn. Vậy tại sao ta không thể buông bỏ tương lai, tận hưởng khoảnh khắc này? Như tôi nói, thật ra tối nay tôi chưa nói, hơi lạ, bởi tôi thường nói điều này mỗi tuần. Trong lúc thiền, tương lai bạn được tạo ra từ đâu? Lúc nào là lúc duy nhất bạn có thể làm được gì đó cho tương lai? Ngay bây giờ, đây là nơi tương lai bạn an lạc, sức khỏe và hạnh phúc đang được hình thành. Vậy mỗi khi bạn lo âu về tương lai, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho tôi sẽ chết, thế là bạn đang quên lãng nơi bạn có thể làm được điều gì đó, nghĩa là ngay bây giờ. Vậy nếu bạn có thể an bình, tử tế, nhẹ nhàng, nếu bạn có thể buông bỏ tương lai và quá khứ và ở trong hiện tại, bạn sẽ là người khỏe mạnh, vui vẻ, thành công. Ai kia đối xử xấu với bạn, hãy bỏ qua. Tại sao ta lại để người khác điều khiển hạnh phúc của mình? Hay như câu nói thú vị của tôi, như quý vị biết, có những cuốn lịch bây giờ thì hết rồi. Hàng năm hội Phật giáo in lịch. Every year the Buddhist society makes a calendar. Và họ thường thấy những câu nói của Ajahn trên lịch. Và câu tâm đắc nhất của tôi thì không bao giờ được in là câu này: tại sao phải trả thù? Bởi vì bạn biết trước sau gì thì nghiệp cũng sẽ trừng phạt bọn khốn đó. Tôi không biết tại sao câu đó không bao giờ được in trên lịch. Câu đó rất hay, phải không? Mình chẳng phải làm gì hết, nghiệp quả sẽ giải quyết. Mặc kệ nó, bỏ nó đi. Vấn đề là chúng ta ai cũng biết chuyện buông bỏ phải là hợp lý. Nhưng mình không làm được. Chính vì vậy, tại sao chúng tôi hướng dẫn bốn cách buông bỏ? Thay vì nói buông bỏ, ta buông như thế nào? Hãy dạy cho tôi cách buông bỏ. Bây giờ, Đức Phật sẽ dạy mình cách buông bỏ với bốn phương pháp. Phương pháp thứ nhất, nó bắt đầu với một kinh nghiệm xưa với thầy tôi, Ajahn Chah, cách đây lâu rồi. Sau khi ước thực chúng tôi đi về cùng với vị thầy tuyệt vời, các vị này luôn tìm cơ hội để mà cho chúng ta những bài học, nhưng không phải với những lời lẽ dài dòng hay lý thuyết cao siêu, mà chỉ những lời dạy đơn giản mà một khi bạn nghe, bạn sẽ nghĩ, ồ, thật là quá hay, và bạn sẽ nhớ nó, và nó thay đổi cuộc sống bạn. Khi đi bộ về ngoài, đã nhân cơ hội này nhặt lên một khúc cây ở rừng khắp xung quanh, nhặt cái gậy, quay lại và nói, Rama Vamso, cây này có nặng không? Cây này có nặng không? Vứt cây đi. Bây giờ thì không. Tôi rất cẩn thận, không dám ném xa, chỉ sợ nó chỉ nặng.
khi mình cầm nó. Nhưng nếu ta bỏ nó đi, nó chẳng có chút trọng lượng nào cả. Thâm thúy, đơn giản và không thể nào quên. Vậy ngay bây giờ có những gì, thứ gì nặng nề trong cuộc sống bạn? Làm việc, ung thư, rối rắm tình cảm, vấn đề về tiền bạc, chúng có nặng không? Nặng chỉ khi nào ta nắm giữ nó. Vậy thì vì cớ gì mà chúng ta không muốn được, không vứt đi được? Trong khóa thiền, tôi nói với mọi người, những ai còn lo âu về gia đình, lo âu về công việc, nên tìm lấy một que gậy ở trong rừng, ở thiền viện Sarajevo, và dùng bút hoặc khắc sự gia đình tôi lên que gậy đó. Nhìn vào gậy đó, gia đình tôi đây, và cố gắng ném càng xa càng tốt. Bạn được tự do trong 9 ngày. Bạn có thể đổi đi viết công việc của tôi, cũng có thể viết chồng tôi, vợ tôi, con tôi, đời tôi. Ném nó đi, bởi vì làm chuyện đó, nó sẽ cho mình sự hiểu biết. Cách thứ nhất của việc buông bỏ là quẳng đi mọi thứ, bởi vì các bạn sống trong cuộc sống phức tạp. Bạn có quá nhiều thứ trong giỏ, và nghĩa là bạn không thể có cuộc hành trình nhẹ nhàng trên con đường đời. Hãy hình dung cái ba lô khổng lồ. Bạn đã thấy những du khách ba lô này ở Pep. Tôi đã từng đi du lịch ba lô. Tôi rất nhỏ. Bây giờ thì khổng lồ. Không hiểu mọi thứ gì trong đó. Họ thật sự cần mang những gì? Chắc là có máy vi tính. Hồi xưa làm gì có. Nếu cần, tôi tìm điện thoại công cộng. Sau này thì bạn có phone riêng. Nhưng bạn mang rất nhẹ. Hồi đó, họ đeo những ba lô lớn. Tưởng tượng bạn đeo cái ba lô lớn và nặng trịch đầy mọi thứ, không những chỉ quần áo mà cả đá, đá cuội nặng nề, và bạn đi trong cuộc đời với nó, và bạn không biết làm thế nào để lấy nó ra và đặt xuống. Bạn sẽ vô cùng mệt mỏi. Bạn sẽ ngã mình và bạn không thể nào có được hạnh phúc. Lúc nào cũng nhăn nhó, khó chịu, bởi vì bạn đã kiệt sức trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Bạn có cảm thấy kiệt sức ở trong tâm? Tại sao? Bởi vì bạn gánh vác quá nhiều thứ trong ba lô xung quanh tâm bạn. Vậy khi ta nhìn trong ba lô, ta vứt được gì? Đây là cách thứ nhất để buông bỏ. Xem những gì ta có thể tống khứ, những gì ta vứt đi được. Kỳ diệu thay, mình có thể vứt đi rất nhiều thứ hơn cả những gì bạn có thể hình dung, và chẳng có gì trục trặc cả. Nếu ta vứt đi lo âu phiền muộn về tương lai và quá khứ, thật ra chẳng có gì sai quấy. Đó là tảng đá lớn đầu tiên. Lấy ra khỏi ba lô của bạn và vứt nó đi. Tôi không biết gì về quá khứ của bạn. Quá khứ đó có tốt chăng? Hay là xấu? Tôi không hề biết, vì tôi đã ném hòn đá của tôi ra từ lâu rồi. Vậy là bạn thoát ra khỏi quá khứ của bạn. Quá khứ là một nhà tù. Nó là căn ngục mở cửa. Bạn có thể bước ra bất cứ lúc nào.
Nhưng đa phần giống như những người đã ở trong tù quá lâu. Họ cảm thấy chút sợ hãi khi rời tù. Họ quen thuộc với phòng lao đó đến độ rất khó mà cất bước đi ra. Nhưng một khi họ có can đảm để buông bỏ quá khứ, giống như tù nhân bước ra khỏi tù lần đầu tự do, tôi cảm thấy sung sướng và hạnh phúc quá. Gánh nặng lớn này, nỗi đau chịu nặng, tảng đá to kia, tôi đã buông bỏ. Chẳng phải là tuyệt vời sao? Vậy hãy xem nếu bạn có thể nhìn vào quá khứ của bạn. Hãy tìm nhặt cây gậy trong rừng, viết quá khứ của tôi trên đó và hãy ném nó thật xa. Hay tốt hơn nữa thì lấy cục đá, sơn chữ quá khứ và ném nó xuống sông để nó chìm, không để lại dấu vết. Và sau đó, tưởng tượng cảm giác tự do của bạn. Bạn làm được, bạn có thể buông bỏ những chuyện này. Nhưng khi ta không đủ can đảm để buông bỏ, với phương cách đầu tiên của việc buông bỏ là ném vứt các thứ đó đi, thì ta cần có người thuyết phục để biết rằng mình có thể làm được. Và là điều đáng làm. Nhiều khi chúng ta nghĩ là không nên. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình có thể học hỏi từ quá khứ. Ta không học từ quá khứ, mà thực ra ta mang nhiều khổ đau từ quá khứ. Ta học được nhiều khi biết buông bỏ quá khứ hơn là khi ta ôm giữ quá khứ, và hãy để tự nhiên cho nó biến mất. Và đối với tương lai, chuyện gì có thể xảy ra? Tại quá thiền, mấy người nói với tôi về năm 2012, khi thế giới tận thế, các thiền lục địa sẽ chuyển động. Sóng thần sẽ xảy ra, sẽ có động đất. Hãy quên đi việc có một thế chấp, bạn không cần phải trả hết trong 2 năm. Dĩ nhiên chuyện không thể xảy ra trong 2 năm tới. Ta không nghĩ đến chuyện đó. Thực ra tôi thấy ở Nam Dương, dân chúng đang bàn tán. Ngay cả ở Nam Dương, ở những quần đảo đằng kia, tôi nói nghe này, tôi cược tu viện và cả giáo hội Phật giáo Tây Úc với tất cả tài sản để đổi lại với nhà bạn. Tôi cá là nếu tận thế xảy ra thì bạn được cả tu viện cùng với tài sản của giáo hội Phật giáo Tây Úc. Bạn ngược lại, chúng tôi sẽ lấy nhà bạn. No one took me up on it. Chẳng ai dám cược với tôi. Dĩ nhiên là không ai cả. Không đáng để cá. Nhưng con người vốn lo sợ tương lai. Một điều tôi có thể đảm bảo về tương lai của bạn, quý vị biết tôi có thể đọc được tương lai như Ngài Ajahn Chah từng làm. Tôi có thể tiên đoán, và tôi có thể tiên đoán tương lai xứ Úc. Và tôi nói với quý vị là tương lai sẽ không sai. Tương lai xứ Úc là không chắc chắn. Đây không phải chỉ là chuyện đùa, mà thực ra nó cho ta biết ta không thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống. Bạn cũng không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc sống của bạn có những bất ngờ. Nó đi theo chiều hướng bạn không thể dự đoán. Đó là điều không chắc chắn của đời sống. Vì vậy hãy buông bỏ tương lai, vứt bỏ nó đi. Vậy những gì chúng ta làm
là chúng ta buông bỏ bằng cách vứt bỏ các thứ, xem mình thải được gì, xem những gì không cần thiết cho cuộc hành trình. Sau đó, điều kế tiếp bạn có thể làm là vứt cái này đi. Cái tâm hay phàn nàn, thôi này, mấy con chó lại sủa nữa, chúng nó sủa bao nhiêu lần vậy? Chúng ta có nên làm gì với mấy con chó này không? Bạn không làm gì được. Bạn biết đấy, chó làm chuyện của chó. Nó sủa, đó là bản chất của chó. Vậy hãy dẹp đi những phàn nàn. Tôi nói xong rồi, mấy chú chó có thể ngừng sủa. Giống như chồng quý vị. Đôi lúc bạn muốn vứt bỏ ông chồng bạn. Same as your husband. Như mấy ông chồng là vậy. Đó là những gì họ làm. Đó là những gì các bà vợ làm. Đó là những gì trẻ con làm. Tôi đã đi máy bay trong nhiều chuyến bay khắp Nam Dương. Và lúc nào cũng có con nít. Và lúc tôi nghĩ, sao mình không mở cửa tống tụi nó ra? Nhưng tôi đâu làm được chuyện đó, vì tôi là một nhà sư từ bi. Nhưng thay vì ném đứa nhỏ ra, chuyện phải làm là ném sự phàn nàn qua cửa sổ. Đừng lầu bầu nữa, buông bỏ điều đó. Khi tôi nhìn lại tâm tôi, có các bà chúng ta gọi là tìm lỗi phàn nàn. Bạn biết loại tâm đó mà. Tánh hay tìm lỗi phàn nàn có thể làm mình điên lên được. Lúc nào cũng thấy có chuyện gì đó không đúng. Hội Phật giáo luôn có điều gì đó không ổn với chỗ này. Chẳng hạn hôm nay tôi không có đúng loại trà để dùng, và vậy là không được. Này ông Dennis, tuần sau mà không có đúng tiếng trà này, tôi sẽ không bao giờ đến nữa. Dĩ nhiên bạn không nghĩ như vậy, vì đó chỉ là sự than phiền của tâm tiêu cực, và nó chẳng đưa mình tới đâu. Ngay cả khi có đúng thứ trà đó, người khác sẽ uống trước khi tôi được, để quan tâm làm gì. Cái chính là hãy dẹp bỏ những phàn nàn trong tâm, vứt nó đi, có bao giờ nó giúp ta được gì đâu. Bạn nhìn lại tâm phàn nàn, nó khiến bạn điên và trở nên một người khó ai mà sống chung được. Nếu vậy, không còn gì khác, bạn tự nhủ rằng tôi không muốn thế. Đúng nghĩa là vứt bỏ nó đi, dễ vậy thôi. Hãy dẹp bỏ sự tiêu cực, hãy buông bỏ tất cả những suy nghĩ ngu xuẩn ta thường hay làm, không chỉ suy nghĩ tiêu cực mà thậm chí luôn cả suy nghĩ tích cực nữa. Vì chúng ta suy nghĩ quá nhiều và nó ngăn không cho ta có được sự bình an trong cuộc sống. Mỗi khi ta nghĩ về cuộc sống, ta không thể tận hưởng cuộc sống. Ta chỉ nghe qua lời bình luận. Bạn đương đọc cuốn sách về cuộc sống, ý nghĩ và tư tưởng trong tâm bạn. Bạn không thật sự tận hưởng điều có thật. Đó là tại sao có câu chuyện ví dụ xưa. Nó là chuyện thiền cũ xưa về Lão Tử. Mỗi chiều ông thường đi dạo, và ông chọn một trong những đệ tử của ông. Chỉ có một người được đi dạo cùng ông. Có một nguyên tắc vàng: nếu bạn được đi dạo với tổ sư đạo lão, bạn phải giữ yên lặng, bạn không được mở miệng dù nói chỉ một chữ. Ngày nọ, một anh học trò trẻ tuổi đi dạo cùng tổ sư và lên tới đỉnh núi vào lúc hoàng hôn, và trước mắt một phong cảnh tuyệt đẹp của hoàng hôn. Và anh học trò đó không cưỡng được, đã thốt lên: "Ồ, hoàng hôn quả là tuyệt đẹp."
Anh ta đã phạm nguyên tắc. Lão Tượng quay lại, trở về tu viện. Sẽ không bao giờ cho anh học trò đó được phép đi dạo nữa. Bạn học của anh ta năn nỉ dùng anh. Thưa tổ, chỉ một câu thôi, xin nhẹ đòn và tha thứ cho anh ta. Mà có gì đâu, giữ yên lặng để làm gì? Và lúc tổ sư mới nói điều rất sâu sắc này để giải nghĩa. Ông nói, khi anh thanh niên đó nói hoàng hôn quả là tuyệt đẹp, anh ta không còn thấy mặt trời lặn nữa, anh chỉ thấy chữ nghĩa mà thôi. Anh ta không thấy hoàng hôn mà chỉ nhìn thấy lời nói. Thật là thâm thúy. Mỗi lần bạn nghĩ mặt trời lặn tuyệt đẹp, bạn đâu có chiêm ngưỡng nữa. Bạn chỉ đang thấy lời nói. Và đa số chúng ta, ai cũng chỉ nhìn lời nói. Cuộc sống chúng ta là vậy, chỉ toàn chữ nghĩa, nó tách lìa cuộc sống thật. Chúng ta không cảm nhận, không thấy, không nghe. Chúng ta chỉ sống trong những gì ta nghĩ và ta nghe. Những gì ta nghĩ là ta biết. Điều tuyệt vời là có thể loại bỏ tất cả những suy nghĩ đó, để cuối cùng bạn có được một cuộc sống yên bình. Không phải lúc nào bạn cũng phải làm điều này, thỉnh thoảng thôi. Học cách loại bỏ. Tôi kể câu chuyện này đã lâu. Người cách kể ở nhà mẹ tôi. Bà là người Anh, bà già rồi và đang sống ở viện dưỡng lão. Nhưng lúc còn ở nhà riêng, giống như các nhà ở bên Anh, thường có lò sưởi. Và phía trên lò sưởi họ có tấm kệ, và trên đó thường những đồ vật lặt vặt, vật lưu niệm, hình ảnh và tất cả những thứ gợi lại những kỷ niệm đẹp. Và thế là một ngày, tôi đã sống tại Úc được vài năm và trở về Anh thăm bà cùng. Tôi mang cho bà một món quà. And I went to visit my mother, and so I bought her a gift. And có người đã cho tôi con chuột túi nhồi bông. Someone gave me a stuffed. Bạn có biết đồ chơi thú nhồi bông nhỏ rất dễ thương. A little fluffy toy, really cute. Tôi mang nó về Anh và biếu bà cụ. So I brought that mẹ back and gave it to my mother, nó. She liked it very much. She put it on her trên kệ phía trên lò sưởi. Lần sau tôi về thăm, người khác cho tôi một con gấu ở Úc. Và tôi mang nó về cho bà. Và bà nói, ồ, đẹp quá. Mỗi lần mẹ nhìn nó, mẹ nhớ đến con ở Úc. Bà đặt nó trên kệ cạnh con. Lần kế tiếp, tôi đem về cho bà con giống chim bối cá, rồi con cú bỏ vật. Và lần thứ năm, tôi có được con wombat. Vấn đề là con wombat này quá lớn. Khi bà đang đặt nó trên kệ, thì mấy con thú nhồi bông theo ra xuống. Bà bỏ ra cả tiền để sắp xếp mấy con thú trên kệ. Và rồi mọi thứ đều rơi xuống. Tôi bảo, sao mẹ không vứt mấy con kia đi? Bà nói, con nào cũng dễ thương. Chúng nó nhắc mẹ nhớ đến con. Nhưng mẹ có quá nhiều thứ trên kệ. Và tôi tiếp theo, mẹ, đây cũng giống như người ráng nhét thêm một thứ nữa trong đầu, họ sẽ khủng hoảng thần kinh. Cái kệ của mẹ, nó cũng đang khủng hoảng thần kinh. Đó là những gì sẽ ra. Ta lưu nhiều quá nhiều suy nghĩ và rất nhiều các thứ khác.
Cho nên nếu là kẻ của tôi, mỗi lần khi tôi có con chuột túi, tôi chỉ để nó lên thôi, dọn sạch các thứ khác. Lần tới ai cho tôi thứ đẹp khác, tôi sẽ bỏ cái cũ đi và thay thế bằng vật mới. Vậy mỗi lần chỉ một thứ trong đầu mình và kệ đỡ trong não bạn sẽ không bao giờ bị suy sụp thần kinh. Đó là những gì tôi luôn làm. Tôi có đủ thứ việc mà tôi phải làm. Và tôi vừa xong chuyến giảng dạy ở Nam Dương khắp mọi nơi. Và tôi cũng là giám đốc tinh thần Hội Phật Giáo Tây Úc, trụ trì tu viện Bodhiyana trong con ni viện tại Thammasara, cố vấn tinh thần cho Hội Phật Giáo vùng Nam Úc, cố vấn tinh thần hoặc bảo trợ hoặc gì đó cho Hội Phật Giáo tại Victoria, giám đốc chùa Quách Thất Thamma ở Sydney, bảo trợ tinh thần cho Bồ Thí Sú Kumar Thiền Viện, giám đốc trung tâm giáo dục Rang ở Singapore, người bảo trợ tinh thần hội bằng hộ Phật giáo ở Singapore. Tôi còn làm gì nữa? Đúng rồi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tăng đoàn Úc. Vài thứ nữa, tôi có thể quên vài thứ. Cái gì nữa, tôi quên rồi. Dù sao, tôi có tất cả những công việc này, nhưng chỉ làm mỗi lần một thứ. Vậy khi tôi ở chỗ này, tôi chỉ để Hội Phật Giáo Tây Úc trên kệ sưởi của tôi, và chỉ vậy thôi. Và ngay khi trời đây, tôi quăng nó đi, và sau đó tôi chỉ là thầy dạy tại trung tâm thiền Zanagove, và đó là thứ duy nhất trên kệ sưởi của tôi. Và ngay khi tôi rời chỗ đó và trở về tu viện Bodhiyana, tôi lại bỏ nó đi, và bây giờ là trụ trì của tu viện Bodhiyana. Tôi chỉ đặt mỗi lần một thứ trên kệ. Đó là tại sao bạn lành mạnh, bình an và hạnh phúc. Vậy vứt bỏ mọi thứ đi và chỉ giữ một thứ, giây phút hiện tại, những gì xảy ra bây giờ. Đó là bước đầu của sự vô phòng học tập để vứt bỏ các thứ và ưng tích trữ quá nhiều, nhất là không nắm giữ quá khứ hoặc tương lai. Cách thứ hai của việc buông bỏ chỉ là học để biết tự do thực sự là gì. Và câu chuyện đặc biệt này là một giai thoại khi một vị sư của tu viện. Khi tôi quá bận rộn công việc, chúng tôi vẫn thường vào giảng dạy trong tù. Một sư khác đến dạy trong tù. Khi sư bắt đầu vào dạy trong tù, đây là nhà tù Kasuarina, một trong những nhà tù được canh giữ nghiêm ngặt nhất. Sau một thời gian những tù nhân ở đó nói, sư có thể ở lại thêm chút, chúng tôi muốn nói chuyện, tìm hiểu thêm về sư. Và vị sư này đã ở lại. Họ mời thầy dùng trà và sô-cô-la. Nếu quý vị mời nhà sư ở lại dùng trà và sô-cô-la, họ sẽ ở lại mãi không về. Cho nên sư ấy ngồi lại dùng trà và sô-cô-la. Họ bắt đầu hỏi sư về đời sống trong tu viện Phật giáo ở phương Tây. Vậy mấy sư làm gì? Có bao giờ quý vị thắc mắc chúng tôi làm gì trong thu viện không? Vì sư trả lời, chuyện hàng ngày của một nhà sư, chúng tôi thức lúc 4 giờ sáng. Khi nghe vậy, các tù nhân đều thức kinh 4 giờ sáng. Ngay trong tù, tụi tôi cũng không phải thức sớm vậy. Và vị sư này đã thực sự cho biết. Sư nói, đúng ra đó là tự nguyện, không bắt buộc thức lúc 4 giờ sáng. Chuyện đó đúng, không bắt buộc, bạn luôn có thể thức sớm hơn nếu muốn.
tùy ý chọn lựa. Và sau đó sư làm gì? Và sư nói với họ, chúng tôi hành thiền. Họ nói, các thầy có được xem Sina vào buổi tối chăng? Sư trả lời, không, chúng tôi không có tivi. Mấy sư không có tivi trong tu viện à? Ngay chúng tôi còn có tivi trong phòng giam. Thật quá tệ. Rồi sau đó sư làm gì? Sư ăn sáng. Chúng tôi có bữa ăn sáng ở tu viện. Thông thường, ăn một chén ngũ cốc và chỉ vậy thôi. Hay có người ăn mì, nhưng chỉ một chén thôi. Họ nói, ồ, sư biết ở trại tù Kasurina, chúng tôi có thịt ba rồi hương phối, bánh chiên, ngũ cốc, món gì cũng có, muốn gì cũng được. Và họ nói tiếp, tại sao các thầy không được vậy? Không không, chúng tôi chỉ có chút ngũ cốc, và chỉ vậy thôi. Sau đó các thầy làm gì trong buổi sáng? Chúng tôi làm việc cực lực ở tu viện Bố Thí Gia Na. Các bạn biết đấy, chúng tôi làm đủ mọi việc như xây cất và ngay cả tôi nữa. Nếu bạn đến trung tâm thiền, chúng tôi đang làm con dốc và tôi đã dành 2 ngày để cắt gạch cái máy cưa khổng lồ, việc rất nặng. Người tôi mê thích ở vào khi có việc dính đến bê tông, nói chuyện về bê tông. Khi bạn làm việc với bê tông, ngay cả sơn, bạn sẽ bị lấm lem cả người. Quý vị biết tính tình của bọn con trai mà, tôi cũng vẫn còn tính đó. Dù cho có hơi già tuổi tác, nhưng tôi vẫn thích được chân tay lắm bụi. Có lần, lúc người tôi như phụ lớp mùa bê tông, đang bước về cốc để tắm rồi, tôi đi ngang qua một bà người Tích Lan. Bà ta mặc bộ đồ rất đắt tiền. Bà đến viếng thăm tu viện. Bà ta đến trước mặt tôi và tôi không bao giờ quên chuyện này. Bà ấy nói, tôi đến để gặp thầy trụ trì Ajahn. Tôi suy nghĩ rất nhanh và bảo, thưa bà, nếu bà đến sảnh đằng kia, trụ trì sẽ đến gặp bà trong khoảng 15 phút nữa. Đúng là vừa đủ thì giờ cho tôi về phòng tắm rửa và thay một ít sạch. Xong xuôi, tôi bước ra chính điện và thấy bà ta đang đợi. Bà tôi nói, tôi là Ajahn. Quý vị biết bà ấy không nhận ra tôi. Như thế mới biết. And I came tôi vẫn nice đến như thế nào? Tôi nói chuyện vui vẻ với bà về tu viện, really về Phật Pháp, những công việc đang làm và đã gây ấn tượng với bà. Trước khi rời đi, bà nói, thưa sư, sư có một tu viện trang nghiêm và sư là người đức hạnh, nhưng mong sư không phiền con nói ra điều này. Ban nãy lúc con đã thấy một vị sư rất lem và con nghĩ thầy nên khuyên răn về chuyện này. Tôi nói, thưa bà, lát nữa tôi sẽ nói với thầy đó. Và tôi đã làm. Thật sự là chúng tôi làm việc cực nhọc như thế. Khi những người tù nghe vậy, họ vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì trong tù bạn phải làm việc, nhưng nhà tù Úc khá dễ dàng. Họ nói, trong tù họ không thể bắt chúng tôi làm việc cực nhọc như vậy được. Họ hỏi, mấy thầy được ăn trưa chứ? Đúng, chúng tôi có bữa trưa. Như vậy, vì đã đến tu viện, chúng tôi ăn bằng bình bát, tất cả mọi thứ cho chung trong bình bát. Thật vậy, đôi khi bạn được món cà chua đổ lên trên mì Ý. Xin lỗi, tôi lộn, được kem sữa trên mì Ý. Đúng vậy. Quý vị đã bao giờ ăn kem sữa trên mì Ý chứ? Tại sao quý vị nói ghê nếu mà chưa bao giờ ăn? Nhưng mà ghê thật, quả là khó lắm. Đôi khi được kem sữa trên mì Ý, tôi đã được cà rem trên cà ri. Cà rem, sô-cô-la, vâng, cái này cũng ghê.
Như quý vị biết, mình cho tất cả trong bình bát. Và vì tôi là sứ cá hạ nên tôi tự lấy đồ ăn vào bình bát. Và tôi đưa bình bát này cho người khác giữ về đó là bộ của họ. Lúc đó nếu họ không cần thôi, họ lúc lắc, rung qua rung lại. Lúc tôi bỏ vào bình bát thì đâu ra đấy. Đến lúc nhận được thì lộn xộn. Nhưng đời là thế. Và họ còn nói, ngay cả trong tù, kể cả khi bị biệt giam, vẫn có khay để kem sữa lúc này, mì ý lúc kia, khay có những ngăn chia. Thế thì thầy, không có ngăn trong bình bát sao? Hãy nhìn xem, làm gì có. Cái thứ chung hết họ bảo thật là gớm quá. Sao trưa, mấy thầy làm gì? Sư nói, chúng tôi hành thiền. Thầy có được nghe nhạc hay chơi những trò như đá bóng hoặc một thứ gì đó? Không, chúng tôi không được phép chơi đá bóng, chỉ hành thiền suốt buổi chiều. Họ nói, thế mấy thầy không chán à? Không, đó là chuyện chúng tôi làm. Vậy xong thầy đợi đến bữa tối. Ăn tối, chúng tôi không có bữa ăn tối ở tu viện, chỉ ăn vào buổi sáng, không bữa tối. Họ nói, ngay trong tù cũng có bữa tối và được ăn vặt suốt ngày, tất cả những thứ mình muốn. Vậy đến chiều tối thì sao? Mấy thầy có thể chơi bài, chơi cờ hoặc gì đó để qua thì giờ. Sư nói, không, chúng tôi không thể làm vậy. Họ nói, khoan, đừng nói tiếp. Mấy thầy lại thiền, đúng không? Đương nhiên là vậy. Trời ơi, thật là không tưởng. Sau đó, mấy giờ thầy lên giường, vị sư thốt lên, giường. Dương à, chúng tôi làm gì có giường? Tôi ngủ trên sàn. Những người tù cảm thấy phẫn nộ. Ngay trong nhà tù mà họ còn có giường trải nệm. Nhưng ở tu viện thì không. Tôi ngủ trên sàn. Dù sao, những người tù thật sự vô cùng ngạc nhiên. Họ thật sự ngạc nhiên. Nhưng không chỉ ngạc nhiên, họ tội nghiệp cho vị sư ấy, người đã đến thăm họ. Và đây là chuyện thật. Một trong các tù nhân đã rất khó chịu khi vị sư mà họ rất quý mến đã phải sống trong tình trạng khó khăn. Một người trong nhóm buộc miệng, tình cảnh thật quá tệ trong tu viện của thầy. Tại sao thầy không đến đây và ở lại với tụi tôi? Có lý. Thật sự ra rất dễ chịu, thoải mái trong các nhà tù ở Tây Úc hơn là tu viện Bodhidharma, hơn luôn cả ni viện Thammasara. Vậy tại sao người ta muốn thoát ra khỏi tù và người ta lại muốn vào trong tu viện của chúng tôi, trong danh sách chờ? Chuyện đó khiến tôi suy nghĩ, cái gì khác biệt giữa tu viện và nhà tù? Nhà tù thực ra thoải mái hơn, tu viện thì khó khăn hơn. Khác biệt chỗ nào? Sự khác biệt duy nhất là trong tu viện, mọi người muốn ở đó. Trong nhà tù, không cần biết thoải mái cỡ nào, không ai muốn ở đó. Đó là sự khác biệt duy nhất. Từ đó tôi suy ra, có rất nhiều nhà tù trong đời sống. Tôi thấy rất nhiều nhà tù mình tự tạo cho chính mình. Nhiều nhà tù mà thiên hạ vẫn tiếp tục xây cho chính họ. Cứ chỗ nào bạn không muốn ở thì đó là nhà tù của bạn. Nếu bạn không thích buổi nói chuyện này và nghĩ chừng nào mới xong đây thì căn phòng này là nhà tù. Bạn không muốn ở đây. Nếu bạn ở trong mối quan hệ mà bạn không thích, mối quan hệ đó là nhà tù của bạn. Bạn không muốn ở đây. Nếu bạn ở trong công việc mà chẳng mang đến thỏa mãn, lại một nhà tù nữa cho bạn. Ngay cả với thân bị bệnh và bạn không muốn ở đó,
thân bạn bây giờ là nhà tù. Bất kể chỗ nào bạn không muốn ở thì nơi ấy là nhà tù. Tuy nhiên có một lối rất dễ để thoát ra khỏi nhà tù mà bạn đã làm trong đời. Bạn chẳng phải thay chồng đổi vợ, bạn cũng không cần phải động viên, bạn thậm chí không cần bớt bệnh, bạn chỉ cần thay đổi thái độ và muốn ở đây thôi. Khi bạn muốn ở đây, bạn sẽ tự do. Không quan trọng là đau đớn khó chịu như thế nào, miễn là bạn muốn ở đây, vậy là bạn đã được tự do. That's called contentment. Đó gọi là mãn nguyện. Đây là cách buông bỏ thứ gì? Want to be here. Muốn ở đây. Wherever here. Dù chuyện gì xảy ra ở đây, đó là một trong những thái độ tuyệt vời. Đặc biệt là khi bạn đang hành thiền. And also other times in và cả những thời điểm khác trong cuộc sống. When you're meditating, khi bạn hành thiền, không quan trọng là what you're bạn đang experiencing. Bạn có thể giả dưỡi buồn ngủ, vòng tròn, suy nghĩ đủ chuyện kỳ cục trong đầu. Nhưng nếu bạn muốn ở đây, bạn sẽ cảm thấy an lạc và tự do. Nhưng nếu bạn muốn ở chỗ nào khác, bạn sẽ luôn cảm thấy căng thẳng và đau khổ. Điều hay là bạn không cần thay đổi gì cả, trừ thái độ bạn. Và không những khi bạn hành thiền, có nhiều thời điểm khác trong đời sống bạn. Chẳng hạn bạn bị kẹt xe, bạn không có lựa chọn. Nó sẽ không di chuyển nhanh hơn vì bạn bực mình. Vậy khi mình bị kẹt xe, hãy muốn ở đây. Và nếu bạn muốn ở đây, bạn sẽ không căng thẳng chút nào. Bạn cảm thấy hoàn toàn tự do, dễ chịu và thoải mái. Trong những vụ kẹt xe của cuộc đời bạn, khi bạn muốn đến chỗ nào khác mà không làm được, điều căng thẳng duy nhất là tôi muốn ở chỗ nào khác. Tôi không muốn ở đây. Giống như trong tù. Nếu bạn muốn ở đây, bạn đã tự do. Đến lúc nào đó, khi bạn hấp hối, bạn bệnh và đau đớn, và tôi từng thấy nhiều người đã chống chọi vào lúc đó, thấy thật buồn và tuyệt vọng. Vậy khi bạn ở những giây phút cuối cuộc đời, tất cả những cố gắng chống chọi, nó chẳng đưa bạn đi đến đâu, chẳng có lối thoát nào. Bạn đang chết. Đừng khiến thân bạn trở thành nhà tù trong giây phút cuối. Ngược lại, hãy muốn ở đây. Nếu bạn muốn ở đây, bạn hoàn toàn tự do. Đó là cách thứ nhì của sự buông bỏ. Muốn được ở đây. Cách thứ ba của sự buông bỏ. Cái này đến từ kinh Chuyển Luân Pháp Vương, Diệu Đế thứ ba. Đức Phật nói buông bỏ tham ái dẫn đến giác ngộ. Tôi đã trình bày hai cách buông bỏ. Cách thứ ba về buông bỏ được gọi là cho đi, không phải là sự ban cho bình thường, nhưng ban cho không mong cầu sự đáp lại. Trong sảnh đường này, sảnh được xây đã khá lâu, không có dấu hiệu cho ai biết ai hiến tặng sảnh đường. Không có tên của những ân nhân, ngay như cả trung tâm thiền.
Với phí tổn xây cất trên 100 triệu, bao nhiêu người đã đóng góp rất nhiều những số tiền nhỏ và lớn, nhưng chẳng có một dấu hiệu nào tại trung tâm đối diện với tu viện để biết là ai đã cho gì. Có một lý do cho việc này là vì chúng tôi khuyến khích ban cho mà không mong cầu. Nếu bạn tặng và mong chờ tên bạn được khắc trên cổng ra vào của sảnh đường mà bạn đã tặng, đó không được gọi là dân tặng, mà gọi là mua quyền quảng cáo, bán tên mình. Đâu phải là thực tâm cho. Đối với chúng ta, cách mà Đức Phật diễn giải cho mà không đợi sự đáp lại, như vậy nghĩa là sao? Bạn buông bỏ. Khi bạn có gia đình và có sự quan hệ, vậy là bạn cho hay bạn đang mong đợi sự đền đáp? Có thật sự bạn buông xả? Rất thường chúng ta luôn mong chờ được đền đáp, và nó tạo ra nhiều đau khổ trong cuộc sống, và mong cầu của chúng ta cũng không bao giờ hình thành. Bạn cũng biết đa phần trong cuộc sống là sự mong chờ luôn bị thất vọng, luôn bị cản trở. Những gì bạn được hứa hẹn khi bạn trẻ, những trông đợi trong cuộc sống, có bao nhiêu chuyện đó bạn đã đạt đến và có được, hầu hết, rất ít. Khi bạn lập gia đình, khi bạn có công việc, khi bạn rời nơi làm việc, khi bạn đi chơi, bạn có rất nhiều trông đợi. Và càng nhiều mong đợi thì bạn càng ít thích thú mối quan hệ hoặc đời sống bạn. Nếu bạn có thể có mối quan hệ cho đi mà không mong đợi gì cả, xem điều gì sẽ xảy ra, bạn sẽ vô cùng mãn nguyện. Ngay cả khi bạn thiền, những người hành thiền mong cầu được điều gì đó, họ là những người tạo nhiều vấn đề. Nếu bạn muốn được giác ngộ, muốn được an lạc, hoặc nếu bạn muốn loại trừ bệnh ung thư, nếu mình làm với sự mong cầu gì đó, sẽ không bao giờ bạn có được an lạc. Đó là lý do tại sao trong dẫn lời A Chàng Cha, Ngài thường nói, ta không hành thiền để có được gì, để đạt được gì, ta hành thiền để buông bỏ. Đó là một hành động cho đi, không mong cầu sự đền đáp của dứt bỏ, của buông xả. Đó là cách sống đẹp ở đời. Mọi khi nói chuyện, tôi không chờ đợi sự đền đáp. Và bình thường, tôi cũng chẳng được gì. Quý vị biết như chiều nay, không được tách trà như ý. Đằng nào tôi cũng không mong chờ gì cả. Có sao đâu. Vậy mỗi khi bạn làm bất cứ chuyện gì, đừng chờ đợi để được đền đáp. Đôi khi có người ngạc nhiên với chuyện này. Một lần có người gọi điện đến đây. Đó là một bà người Ba Lan. Tôi nhớ bà. Và bà gọi điện cho tôi và hỏi, thầy thuyết pháp tối nay chứ? Tôi trả lời, vâng, tôi sẽ nói chuyện tối nay tại đây. Bà ta nói, phải trả bao nhiêu tiền để đến nghe? Tôi nói, chẳng tốt số nào, bà không phải trả gì hết. Bà ta ngưng một lúc và tiếp, thầy không hiểu tôi. You don't understand me. Trả bao nhiêu tiền để được How much money do you have to pay bà, to get bà through the door? Phải trả đồng nào để vào cửa. I say, madam, you bà don't have to give any money to go through Nếu the door. You just come in and listen. If you don't like it, you go out again. Nghe đây,
tôi phải trả bao nhiêu đô la để được đến nghe lời của thầy. How much dollar and cents do I have to cough up to come listen to your talk? I said, madam, you don't have to cough up anything. You don't have to pay any money to go in. You don't have to pay any money to go out. We don't give you sort of brochures and propaganda, you know, which would pass you money afterwards. It's totally for free. Just come in and listen and you go out again afterwards. Vì tôi biết bà ta thật sự ngạc nhiên. Và sau đó bà hỏi tôi vô cùng thầm thầm. Vậy chứ, các thầy có lợi gì trong việc này? Bà ta không thể tìm. Bà ta không thể tìm. Là mình có thể làm gì đó mà không mong cầu được đền đáp. Mình chỉ cho nó trở thành một cách sống. That becomes such a beautiful way of living a life. Chỉ cần cho mà tuyệt đối không mong chờ được đền đáp. Nothing back in return. Tại sao? Why? Because vì đó chỉ là niềm vui khi cho. Thing I mentioned a few weeks ago here. Mỗi sáng. When I'm having my breakfast, the cat comes up chú mèo thường to steal my trộm milk. Sữa của tôi. Như quý vị so, no, usually I've got enough, but sometimes I go without. These I now have half instead of a whole, which I usually have. So the cat, so I give to the cat. Do I get anything back in return for the cat? No. It just thinks it sniffs and goes away. Never says thank you, not even a meow from the cat. You know what cats are like. So proud. But anyway, who cares what the cat sort of lets me pat it or stroke or whatever. I don't care. I just love giving. Tôi không so quan tâm. You do give, tôi chỉ cho. Back in return. You thật give vậy, to your cats bạn cho không mong cầu, bạn cho mèo và chó và những người khác. Kids. Họ chỉ muốn cho. I đôi lúc các bà mẹ cho not con cái, họ chẳng bao giờ nghĩ đến được đền đáp. Đó là cách buông bỏ tuyệt vời. Vậy tại sao mình so không ban tặng cuộc đời? Tất cả sự tử tế, tình thương năng lượng của bạn cho đời sống. Không mong cầu sự đền đáp. Và bạn sẽ hiểu buông xả là thế nào. Và đời sống tâm linh là gì. Không phải là tôi được hưởng lợi gì trong chuyện này, mà là những gì tôi có thể cho. Và tất nhiên tôi hiến dâng cả cuộc đời cho điều này. Bởi vậy tôi rất giàu. Không phải giàu vật chất, nhưng giàu sự an vui và sức khỏe và bình yên. Đây là cách thứ ba của sự buông bỏ. Hãy cho bạn đời của mình. Đừng mong cầu sự đền đáp. Hãy dâng tặng cuộc đời, không mong cầu đền đáp. Not expecting anything. Hãy cho hết năng lực vào giây phút hiện tại. Không mong cầu. Đó gọi là phương pháp thứ ba của sự buông bỏ. Không chờ đợi, mong cầu. Khi bạn không chút mong cầu, cuộc sống trở nên rất thú vị. Bạn không đòi hỏi gì hết. Cuộc đời cho ta quá nhiều. Nó thường cho ta thứ mà ta ít mong chờ nhất. Mình sẽ thích thú hơn. Ta không dự đoán trước sự việc. Những tặng vật đời sống đến như sự bất ngờ, tuyệt vời. Tôi không trông chờ chuyện đó. Chẳng là tuyệt vời lắm sao? Đời sống trở nên thú vị hơn. Và cách thứ tư của sự buông bỏ được gọi là tâm. Không dính mắc nơi mà không có gì dính mắc được.
Vậy khi bạn có được trải nghiệm tốt đẹp, đừng ráng ghi chép. Hãy cố gắng và nhớ những gì tôi nói để bạn có thể chắc chắn làm như vậy trong tương lai để trở thành người tốt hơn. Bạn không cần cố gắng nhớ những thứ này. Trước sau gì những thứ này cũng sẽ in đậm trong tâm bạn. Vậy đừng ráng, đừng tích lũy. Đừng để mọi chuyện dính mắc vào mình. Ta có giây phút tuyệt vời này. Tận hưởng nó bây giờ. Biết rằng nó sẽ qua đi. Để bạn có thể tự do cho khoảnh khắc tiếp theo. Rồi cũng để nó đi. Và tất cả hạnh phúc và bất hạnh của cuộc đời không bao giờ dính mắc với mình. Nghĩa là lúc nào bạn cũng có thể tự do cho khoảnh khắc kế tiếp, không cho phép giây phút đã qua ảnh hưởng đến hiện tại. Bạn trôi qua dòng đời và không tích góp một lưu niệm nào, không mong chờ gì ở tương lai. Ai đó nói điều gì sai quấy, nó đi qua tai bạn. Như tôi nói, tại sao ta có hai tai? Nếu bạn nhìn kỹ, một cái là vào, một cái là ra. Như vậy, ta không cần giữ bất cứ điều gì. Như vậy, tất cả, ngay cả giây phút hạnh phúc, ta có thể buông bỏ nó. Tại vì, hãy cẩn thận, nếu ta ôm giữ giây phút hạnh phúc, sẽ khiến ta có rất nhiều kỳ vọng, rất nhiều sự so sánh. Nghĩa là bạn không thể vui hưởng giây phút tiếp theo. Làm thế nào để buông bỏ tất cả những giây phút vui buồn của quá khứ, để bạn có tâm này, thân này, cuộc sống này mà không có gì dính mắc? Nghĩa là bạn luôn luôn có thể tận hưởng bất cứ những gì sẽ đến, không để cho quá khứ ngăn chặn sự tự do của bạn trong hiện tại, và đặc biệt thêm với tất cả kiến thức và hiểu biết của bạn. Đôi khi chúng ta học được điều gì đó, nó dính với mình và nó khiến mình, nếu bạn không phiền về lời nói của tôi, trở nên quá tự phụ, khiến ta không thể đối mặt sự thật của giây phút hiện tại. Những người với quá nhiều kiến thức không bao giờ hiểu được chân lý của hiện tại. Vì thế mà một trong những câu tâm đắc của tôi là đừng bao giờ để kiến thức ngăn chặn sự thật. Đừng bao giờ để kiến thức cản trở sự thật. Kiến thức là những gì bạn học, những gì bạn tưởng rằng. Nghĩa là khi bạn nghĩ là điều gì đó, khi bạn tưởng mình biết hết về nó, nghĩa là vốn hiểu biết đó ngăn không cho bạn nhìn thấy sự thật và cái độc đáo của sự xảy ra ngay bây giờ. Và quá nhiều người thậm chí biết quá nhiều về Phật Pháp, nên họ không thể nào hiểu nó. Họ không thể nào hiểu được sự thật của giây phút hiện tại, những gì xảy ra ngay bây giờ. Họ không thể nào an lạc với giây phút này. Họ không thể nào tự do. Họ không thể nào có hạnh phúc thực sự, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra trong đời. Tại sao? Bởi vì họ luôn để kiến thức cản đường sự thật. Vậy hãy nhớ tất cả kiến thức chỉ là những bảng chỉ đường. Nó chỉ là hướng dẫn. Nó không phải là cái thật. Chuyện ẩn dụ sao cho chuyện cũ nhưng rất hay. Để hiểu những gì tôi giảng giải về việc đừng để kiến thức ngăn chặn sự thật. Có một vị giáo sư triết học tại Perth. Kinh nghiệm rất quan trọng. Mình sẽ thấy với câu chuyện ẩn dụ này của vị giáo sư là kinh nghiệm là quá khứ khi nó được diễn giải.
từ kiến thức trong quá khứ của bạn. Nói cách khác, bạn lấy kinh nghiệm đó và so sánh nó với thứ khác. From the knowledge of nghĩa your là past. Nó bị hạn chế bởi quá khứ. You take the experience and you compare it with để học biết else. Chữ nghĩa thực sự cản trở sự thật. Cho nên trong thiền chúng ta học cách làm thế nào để tuyệt đối tĩnh lặng, để cảm nhận và để biết điều này trở thành sự thật. Giống như cách học trò của Lão Tử, sự thật có thể thấy, không thấy được mặt trời chỉ thấy lời nói. Và Tổ sư Đạo Lão đã phê phán rất đúng rằng vì là người đó, nếu họ muốn thấy mặt trời lặn, họ phải xếp chữ nghĩa sang một bên sự miêu tả. Lời nói thực sự che lấp trải nghiệm. Chỉ vậy thôi. Rồi, để trở lại chuyện vị giáo sư. Có một vị giáo sư của môn triết học ở đại học. Mỗi khi nhắc đến giáo sư triết lý trong Phật giáo, họ thường mang tiếng không hay. Nhưng ở đây có vị giáo sư nào, tôi xin lỗi, đó chỉ là truyền thống của tôi. Nhưng vị giáo sư triết học này, ông ta khám phá một nhà năm sao restaurant mở tại Perth, and he wanted to go there to test out the food. Thử, so he made an appointment. He ran up. There's a 2-month waiting list. Tìm có lịch chờ 2 tháng, thế mới biết nhà này đông như thế nào. Và với danh sách chờ 2 tháng, ông vẫn quyết định giữ chỗ. And when he booked his place, và khi ông đặt bàn ở đó, 2 months later, sau 2 tháng, he rocked up at the restaurant. Ông bước vào nhà hàng. And of course they wanted to see his ID to make sure he really booked the place. Và đương nhiên họ muốn xem giấy tờ để biết chắc ông có giữ chỗ. And so they checked his ID. Yes, họ xem giấy và đúng, ông có giữ chỗ. So he went into the maitre d' took him to his table. Đưa ông he sat down at the table and ông ta ngồi xuống và really well-dressed waiters and gave him rất the lịch sự và đưa cho ông thực đơn. Và thực đơn này làm bằng giấy da dày. Và thực đơn được viết bằng thư pháp với mực màu hoàng kim. Even the menu was a work of art. Thực đơn giống như là tác phẩm nghệ thuật. Như bạn mong đợi ở một nhà hàng đắt tiền. This is no fish and chip shop. Đây không phải quán bình dân, đây là nhà hàng cao cấp 5 sao. So, ông ta nhìn vào thực đơn. And then he ate the menu. Và rồi ông ăn thực đơn đó xong, ông trả tiền và ra về. Bởi vì ông giáo sư không có khái niệm về sự khác biệt giữa thực đơn và thức ăn. Do you get it? Quý vị hiểu chưa? Too often, quá thường xuyên, thực đơn is knowledge. Là kiến thức. And the food, what you eat. Và thức ăn. Những gì ta ăn là trải nghiệm. Vì thế, tại sao ta nói đừng bao giờ để cho kiến thức ngăn chặn sự thật? Vậy chúng ta buông bỏ tất cả mọi thứ đó. Vì quá nhiều người bảo, nhưng Đức Phật nói, nhưng Chúa Giê-xu nói, nhưng chuyên gia nói, nhưng chính phủ nói hoặc gì đi nữa. So what? Thì sao? It's interesting. Thú vị là maybe bạn đó có thể điều chỉ đúng. But that's what they said. But what họ did nói they như mean? Vậy, nhưng where were they pointing? Họ chỉ về hướng. And that's the experience which you have. So by
Having a Teflon mind, có được tâm không dính mắc, bạn trở thành cái tâm tự do tuyệt vời và có thể thực sự nhìn thấy sự vật như nó là, hơn là thấy sự vật theo như lời người khác. Vì vậy, học cách để có tự do là những phương pháp của việc buông bỏ những chuyện nhỏ. Tôi đã kể cho mọi người trong khóa thiền, tôi kể câu chuyện như thí dụ này. Trong 9 năm tôi ở Đông Bắc Thái Lan, this was a place where đây là nơi văn hóa phương Tây chưa tới. The country surrounding Thailand những xứ xung quanh Thái Lan bị đô hộ, nhưng Thái Lan đã thoát khỏi. Những người phương Tây đến Thái, họ chỉ ở Bangkok, số ít ở Chiang Mai, nhưng vùng tôi ở chưa có người Tây phương nào đến đó cả. Đây không phải là phóng đại. Tôi ghé đến vài làng trong vùng đó và tôi là người Tây đầu tiên mà dân làng thấy. Tôi nhớ một dịp khi đi bệnh vào buổi sáng và cái trắng đầu tiên họ thấy trong làng, họ đặt thức ăn bát, một bình bát lớn nhìn tôi. And all the food was falling outside. The dogs were eating it all. Thank you very much. Rất nhiều. Because I was the first person that they vì saw. Tôi là người phương Tây đầu tiên họ thấy. Nhưng vì chuyện đó, it was like an indigenous nó như thế, văn hóa bản địa chưa bị nhuộm màu bởi phương Tây. And it was fascinating to observe. Và thú vị khi quan sát từ bên trong. Vì tôi là sinh, vì bạn không như những người khác, bạn có chỗ đứng trong hệ thống phân cấp xã hội. Bạn ở hệ thống cấp bậc xã hội đó, không phải người ngoài cuộc. Nên bạn được đối xử như người Thái. Họ cho là bạn sẽ xử sự như người Thái. Và mấy chốc bạn trở thành người Thái. Bạn nhìn mọi sự với cảm thái, và một trong điều tôi thấy hoàn toàn bất ngờ. Chuyện tôi vừa kể lại khóa thiền là trong 9 năm tu viện nơi tôi trú thường xuyên là nơi hỏa táng. Vậy thế, tất cả dân làng trong phương sử dụng chỗ đó cho đám tang. Nên chúng tôi lo việc ma chay, chúng tôi thấy tất cả dân làng họ đến. Chúng tôi lo việc tụng lễ nghi, chúng tôi gặp họ trưa chiều tối. Và có một điều, không có đau buồn. Cũng không khóc, không cũng chẳng buồn. Khi không phải họ đè nén đau buồn vì mình gặp họ mỗi ngày. Nó chỉ không có đó. Đó là nền hóa mà sự đau buồn vắng. Vì đó làm tôi sốc và đã ở đó 9 năm chứ không phải là chuyến ngắn ngủi. Tôi nghĩ rằng chuyện đó là bất khả thi vì sự giáo dục tôi nói rằng khi mất người thân yêu, mình phải đau buồn. Sự thật của vấn đề này là không có buồn khổ. Quý vị có thấy không? Đôi khi mọi người nói chuyện không thể có nó xảy ra. Bạn có thấy sự thật vì kiến thức của họ? Đừng bao giờ để kiến thức của bạn ngăn che sự thật. Ngăn che nên nhiều lần bỏ ngay cả kiến thức của mình and our assumptions in order to see the truth.
có được cái tôi gọi là tâm không. Nếu không, mà tất cả những giả định về chồng bạn là ai, ai là bạn, cuộc sống mang ý nghĩa này ngăn không cho bạn những gì thực sự còn bất ngờ, ít nhất là theo như tôi nghĩ, những gì tôi đã thấy trong đời tôi, hay như Nam Dương Chương, that's where all the Muslim nơi của kéo, như đám Bali, tất cả. Nhưng tôi lại có được vời với những người hộ. They came to all my talks. Những buổi tôi nói chuyện, tôi chụp hình together, chung. Tôi được phỏng vấn và chụp hình trên báo chí Hồi giáo. Có cả một gia đình Hồi giáo họ đến. Phi họ bắt kịp tôi đúng lúc. Họ nói ai chẳng ký lên sách cho chúng. Đây là cuốn sách. Đây là cuốn sách con có. Gia đình họ với khăn che và tôi đứng giữa với cuốn sách, đứng chung hình chót. Thông khi những người vui với nhau. Quý vị có tưởng được không? Sự thật là vậy. Nhiều lần khi dân đạo Hồi họ không ưa Phật giáo. Muslims, they don't like Buddhists. That's actually what đây chính là điều thấy được sự thật. So remember, just nhớ, chỉ cần có tâm không dính mắc, thứ này dính mắt vì bạn hiểu sự thật. Như vậy, đây là so bốn these are four ways of letting go. And those four ways again, bốn cách này chỉ là throwing things away. Quăng bỏ các thứ đi. I'm not talking about throwing a material tôi quăng bỏ tài sản vật chất của bạn, bỏ những tinh thần mà bạn lưu trữ, quăng vào tương lai, lo lắng về tương lai, lo lắng khác, vứt nó đi. Và không ràng buộc, có ít tài sản mang quá nhiều đá nặng trong ba lô. Thứ hai is learning how to be học cách content. It's wonderful having a mobile phone. Thật được điện thoại di động tuyệt đấy chứ. Vậy hãy vui vẻ khi nó reng chuông. Vì đằng nào nó cũng reng chuông. Bạn không làm gì được. Vậy hãy hạnh phúc được ở đây. Thật ra nhạc rất hay. Cảm ơn. Rất hiếm khi các sư được nghe nhạc, bạn biết đấy. Vì chúng tôi không được phép. Cho nên thật tuyệt vời. Cảm ơn rất nhiều. Vậy hãy hài lòng. Thứ ba là bất cứ điều gì bạn hãy làm mà không mong cầu về đợi sự cảm ơn, chờ gì cả. Vậy quý vị đúng hay không? Đó vì tôi nói chuyện xong, xong bổn phận của tôi chỉ thế thôi. Tôi không mong đền đáp. Tôi chỉ cho thích được cho giảng dạy. Tôi thích tử tế và thấy được nhu cầu sắp tới của quý vị. Vì vậy, đó là niềm vui của tôi. Xin cảm ơn. Tôi chỉ cần thế thôi, đền đáp. Và tuyệt bởi vì bạn được tự cầu là có được chẳng gì bám được. Đừng giữ các thứ, những suy nghĩ của bạn, ngay cả kiến thức của bạn, để bạn được tự do. Và sau đó bạn hiểu buông bỏ là gì. Và nếu thỉnh thoảng trong cuộc sống bạn làm được, bạn sẽ nhận ra bạn có thể vượt qua hầu hết các vấn đề trong cuộc sống. Có lúc bạn làm việc cực lực, có lúc bạn gánh nặng, bạn làm bổn phận và công việc. Cũng có những lúc bạn phải đặt mọi việc xuống và buông bỏ. Vấn đề đối với người Tây Phương, sống ở thế giới Tây Phương, hay là người Á Châu sống tại Tây Phương, chúng làm này nọ,
chúng ta chuyển như vậy. Nhưng cái không biết làm thế nào để đặt mọi thứ xuống, buông ra và nghĩ là cách buông bỏ. Bốn phương bỏ. Thank you for listening. Xin cảm ơn quý vị biết tôi chẳng bao giờ mày.